tắm đi con, tắm đi con. Ôi trời ơi. Ngồi xuống đi. À chờ chờ cho nước đầy lên hả con. Thôi đâu 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 đừng có tạt nước à, văng ướt mẹ. Văng ướt mẹ. Đó, đó là tắm là nó tích xả bồn tắm đi, nó tắm gì đó cô chú, nó bơi nó lặn nó lội. Trời ơi. Trời ơi cái tấm lưng quyến rũ quá đi thôi. Wow. Lâu quá rồi không có quay chay bơi chay tắm được cho cô chú con. Bơi đi. Wow, nó bơi dữ lắm nha cô chú nha. Bơi dữ lắm. Bơi đi con. Ui trời bơi quyến rũ quá. Ôi ơi nó cặp vô quyến rũ ghê. Rồi thôi được rồi nghe tắt nước. Ok, all done. Tắt nước rồi bây giờ nè, bây giờ con có muốn lụm một cái món đồ gì lên cho cô chú coi không? Hả? Con muốn lặn xuống con lụm một cái món đồ đó lên cho cô chú coi không? Mày lấy đồ nha. Con muốn đeo kiếm nào? Bây giờ con muốn đeo kiếm nào? Muốn cái nào? Muốn súng mẹ chưa súng mẹ. Rồi con muốn hai cái súng luôn phải không? Rồi con để xuống đi, rồi bây giờ con lặn cho mẹ nha chứ. Ok. Một, hai, ba. Được chưa? Giỏi quá. Rồi, lặn xuống nữa đi, lặn xuống nữa đi. No, mommy. It drops. Hả? I can get it. That's enough, mommy. Put it up there. Không chơi, không làm nữa hả? Không chơi, làm nước thôi. It's what? Rồi. It's my mommy. Rồi, đi lại tự lấy xà bông gọi đầu cho mẹ coi. Sao không gọi đầu? Bì ra bì ra bì ra bì ra bì. Giỏi quá. Lặn xuống cho cô chú coi coi. Lặn xuống cho cô chú coi. That's enough. Ok. Ok, lặn xuống. 1, 2, 3. Wow, giỏi. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Mẹ cũng muốn gargle. Ủa vậy sao để con kêu mẹ thức gargle vậy? Con kêu mẹ ăn uống gargle. Rồi gargle nè. Đeo vô không? Dạ. Ok. Mày, rồi. Rồi. Giỏi quá. Nữa đi, nữa đi, nữa, nữa, nữa. Nữa, 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 nữa. Sao vậy? Bị sao vậy? Bị sao le hay sao? Bơi đi. Ngày lớn quá à, cô chú ha. Cũng cái bồn này 3 năm về trước. Trời ơi chiếc xí chiếc xăng. Giờ nó vô cái bồn này nó tự đi, nó tự bơi, nó tự tắm rồi nó tự đi ra được luôn cô chú. Có khi nó để cái ghế ngay chỗ này nè, rồi nó tự đi ra luôn. Nó tự bước ra rồi luôn, rồi lấy tự lấy khăn nó chùi luôn. Có khi nó tự lấy quần áo nó mặc luôn, hay ghê thiệt. Gì đâu mới 3 tuổi, 3 tuổi mấy mà sao nó hay ghê á. Con của cái con gái của cô chú bên đây nó trưởng thành ghê. Trời trời trời. Trời nó nói mẹ mày cởi đồ nó đi rồi. Thôi, bữa nay để mày quay cho cô chú coi con chứ con. Thôi tại thường Ngọc với nó tắm chung với cô chú nên tự nhiên bây giờ Ngọc ngồi Ngọc nhìn nó cái nó nói là mẹ cởi đồ ra đi mày tắm con. Ui đó cô chú thấy chưa? Đó, nó cầm cái đó. Hả? À đây đây mẹ cầm này. Ok. Rồi con qua đi. Đúng rồi. Con phải ôm hết cái miếng này luôn, con ôm hết cái miếng này luôn. Đúng rồi, cái vòng tay của con ôm qua vậy nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, rồi bắt đầu con bơi. Đó, như vậy đó. Thấy không? Con ôm hết luôn. Ôm vậy nè. Đó, ôm vô, ôm cái tay vô, ôm cái tay trên, ở trên. Để cái tay ở trên. Đó. Trời trời trời, đâu có đứng lên được. Ôi trời ơi con, dữ chưa? Sexy dễ sợ. Nó bụng hai ok, cái dòng eo kiếm. Gì con tính làm gì ạ? Con tính làm gì? Con tính con đứng con dở cái chân lên luôn hả?
Hay. Nhớ mẹ con giữ chân. Con giữ chân sao? Giữ chân sao để cho mẹ coi coi. U cha con giữ ghê ta ơi, cái này ghê. Dẻo dẻo dai ghê thiệt. Mày con cái này. Ừ, này không? Ừ. Ra đây tắm đi. Rồi xót ca nước lên cái này, xót ca nước lên nào cái này. Con hết miệng. Muốn lấy đồ chơi xuống chơi hả? Dạ. Đó, đồ chơi đó. Nó chơi đồ chơi gì đó, con chú đồ chơi của nó đã súng ống được kia em bé rồi. Rồi chơi em đi. Rồi con lấy cái thao con làm đó. Ừ giỏi. Bắt được mấy con rồi. Bắt được cho mẹ gì nấu, mẹ nấu canh chua nghe. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Đúng rồi, giỏi. 6 hả con ơi, 6 7 đúng rồi. That's a squirter. Đúng rồi, cái súng, cái súng. Ừ, cái súng mà súng nước á, đúng rồi. Cái đó là sao? Cái sushi á hả? Cái sushi gân đó hả? Mẹ mẹ nhìn nè. Ờ, con cá nó màu gì ta? Cái chiếc, là cái chiếc xe của mẹ giống màu nào đâu? Cái chiếc xe của mẹ là cái màu nào đâu? No, xe mẹ màu gì? Màu yellow. Màu nào là màu yellow? Chỉ mẹ coi màu yellow đâu. Xe mẹ là màu gì? Đúng rồi, giỏi. Chay có thích xe mẹ không? Dạ bùa. Hả? Dạ bùa. Dạ bùa. Ừ, nó không phải ăn đập á. Ừ, nó dạ bùa. Ừ. Bắt tôm đi, bắt tôm, bắt cá đi. Rồi, chơi là bữa nay chạy ra chơi với Tuyết nha cô chú nha. Nhưng sao? Đây nè, ra ngoài đây nè con, ra ngoài kia kìa. Ra cái ngoài mà cái sân mà cái chú Thét đó, trời ơi. Hồi khuya này lúc 10 giờ 11 giờ mấy á, trời lạnh lắm kìa. Mà ổng ra đây ổng lấy mấy cái ổng lấy mấy cái máy mà xúc tuyết đồ của ổng á, ổng làm là thành một cái bãi đó luôn á. Đi con, đi ra đây. Hả? Đi lẹ lên, hôm nay gió hơi nhiều nè chay nè, lẹ lên gió hơi nhiều. Đi ra đây chơi không? Đây nè, xuống dưới đây, xuống dưới đây, xuống dưới đây, xuống dưới đây, dưới đây nhiều hơn nè. Trời ơi nó ăn vô kìa, coi được đời nó không. Wow, cẩn thận nha. Trời ơi, mẹ không có nghĩ tuyết này là con chọi được đâu. Cái tuyết này nó không có dính lại với nhau con. Con chọi mẹ đi. Chọi mẹ đi. Ôi trời ơi, giỏi quá. Nhưng mà mẹ không có nghĩ tuyết này là nó dính lại với nhau. Tuyết này nó bị rã rời rồi. Đi con. Đi ra đây. Đi ra đây nè, mẹ đi ra đây nè. Wow. Oh, wow, cô chú này bây giờ đóng băng hết rồi nè, cô chú thấy chưa? Wow. Cái này mà thứ bảy chủ nhật mà ba chay có nhà mà chơi tuyết được á là mới á. Trời ơi, xém tiền xém trời. Coi con hát đi con. Mà cô chú. Trời ơi, nó ra đây là nó hát lại cô. À, cô chú nói hả, cái mùa này không mặc đầu con dành cho chay mặc thì chắc không được đâu cô chú ơi. Tội nghiệp em lắm. Nó dễ thương vậy chứ hả? Trời đất ơi. Tội nghiệp em lắm cô chú, không có chơi vậy được. Nó vẫn giỡn thôi chứ, lạnh dữ lắm. Lạnh mà Ngọc đứng từ nãy giờ mà cái tay Ngọc là nó đang cứng đơ mà cái lỗ tai Ngọc nhức luôn á, là Ngọc không có mấy đó. Trời sao mà mặc cái bộ đồ ăn xà đó nó mỏng lắm. Nó mỏng manh lắm, không có quay cái nó cái chịu vậy được đâu. Trời. Tội nghiệp chết nó 3 tuổi rồi. Đó có cái đó, cái hôn ngay chỗ đó đây kìa. Wow, chị đi is cool. Con có muốn cái nón đội không? Đội cái nón vô nha. Ok. À, đội cái nón cái vô đó đỡ hơn á. Mắm mắm hai bên lỗ tai nha. Chứ cũng kỹ không. Đây nè, cái này là để mấy anh đó chơi hockey á con.
hót kỳ là mình lấy cái cây cái mình đánh trái banh vô con. Nó hỏi hót kỳ là gì. Wow, đẹp ghê chưa cô chú. Thường thường mà hả, ngay cái góc này là để tàu rồi nè, mà đứng ra tới đây á hả là cực kỳ sâu luôn nha. Ngay cái chỗ Ngọc đứng đây nè là nó sâu, là nó gọi là hình như là sâu mà sâu lắm luôn á. Mà ra cho tới ngoài đây nữa thì thôi là quá sâu luôn. Sâu dữ lắm ngay chỗ này nè. Mà bây giờ đông đá hết luôn rồi, không hiểu đó. Trời ơi, vô trong chi. Gió chắc gió thổi ngã xuống đó con. Hay là chú đó để nó nằm, để nằm vậy cho nó đừng có ngã xuống gì gió thổi, mẹ con không biết nữa. Wow, nay gió nhiều nè. Nay không có lạnh mà gió. Thường thường á, nếu mà như vậy nào mà không có gió thì không có cảm thấy lạnh dữ đâu. Nhưng mà gió nhiều á là nó sẽ làm mình cho mình cảm thấy lạnh nhiều. Trời ơi, cái thường thường cái khúc này là để dựng mấy chiếc sông, mấy chiếc tàu nè. Đó. Là ở ngoài đây là nước nó cũng hơi ok, cạn cạn. Ra tới ngoài ngay chỗ. Bởi vậy chú Thét á, ổng đi tới ngoài đây thôi chứ. Ổng đâu có ra tới cái ngoài kia đâu, thấy không? Cái gì con? Ờ, con bị stuck hả? Bước qua, con ráng bước qua đi. Ờ, bước qua đó. Ờ, cô chú thấy không? Nguyên một bãi tuyết trắng đẹp không? Lạnh, lạnh chết luôn. Vậy mà một mình ổng mùa tối tối mà 11 giờ ổng đi ra đây ổng làm rồi, coi lỡ con vẫn bị sập xuống đây hay sao, ổng bị gì ai thấy ổng đâu trời. Ổng làm thì ổng làm buổi sáng đi cho người ta thấy ổng. Ổng chơi nó chơi từ nửa cái trời mà tối thui ai cũng ở trong nhà. Có bỏ đâu, bỏ áo vô. Bỏ áo vô. Đó, bỏ áo vô. Thôi đi vô con ơi. Đi con ơi, lạnh quá, mẹ lạnh quá. Con lạnh không? Ừ. Ờ, đi vô đi con ơi. Nó cũng có giảm mít xuống đây nè, cái khúc này nè. Cái khúc này là nó chưa có ấy dữ nè. Lấy cái búa mà đập xuống cái là có nước dưới liền đó. Đi con. Đi xuống con. Tuyết chẳng có đâu chay ơi, chỉ có mẹ bên cạnh chay thôi. Mùa đông đến gió khiến chay xe lạnh. Đừng lo vì có mẹ đây. Đúng chạy. Đây đi đường này nè, đi đường này nè, đi đường này nè, đi đường này nè. Người ta thì bây giờ những cái người mà ở xứ ấm á, người ta soạn đồ để người ta đi du lịch những cái xứ mà miền đông này nè, để người ta được chơi với tuyết, được trượt tuyết, được đồ. Còn Ngọc ở đây thôi. Bởi vì các bạn thấy không? Ngọc ở đây, Ngọc ở đây thì Ngọc muốn xách hành lý lên và Ngọc đi chỗ nào ấm. Bởi vậy con người, người ta thường thường ước mơ những cái gì, hoặc là người ta thích những cái gì mà người ta không có. Tới khi người ta có rồi thì người ta lại không có còn hứng thú gì với nó nhiều nữa. Đi con, đi con, đi con. Ê khoan khoan, chờ chút. Ờ thôi đi đi đi. Yeah, yeah. There you go. Yeah, that's how it works. Good, good. Make some noise for me, babe. Let me hear you. Keep going. Good, good. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Đến đây, keep making noise. JD, for that one, you gotta use your feet. Yeah. Okay. Good, good. I'm gonna put another thing up here. What's this one? Do you remember what this is called? Yeah. What? Lucky game. You wanna play lucky game? Yeah. What game? The ABC? Not yet. Not yet. You wanna play it like that? Let's show your mom our good counting. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let me hear you say it. Say it out loud. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
trời ơi, cái đó là quá rồi, cái giọng nó cao chót vót rồi. Nhưng mà con không có được hát bài Elsa, cái bộ đồ này dành cho Tết, mà Tết là một cái ngày truyền thống của Việt Nam nên là không phải là mình hát bài Elsa. Được, giỡn không? Tôi nói nó hát lại thì go. Không có ai mà mặc áo dài đứng giang hồ kiểu đó. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ Anna, à, mẹ là Anna, con là Elsa phải không? Hello chị Elsa. Hello. Elsa đi đâu á Elsa? Không biết luôn hả? Ở đâu có bộ đồ đẹp vậy? Ai cho ai mua? À, cái quần con dài quá hả? Thì con vừa đi con vừa kéo cái quần lên. Đúng rồi, vừa đi vừa kéo quần lên. Đúng rồi, vừa đi. Hello Elsa. Hello Anna. Hello Elsa, Sa đi đâu á Sa? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Con blue. Hả? Con blue. Con blue là gì? Let it go. Let it pick. Nói tiếng Việt với mẹ mày mới chơi con. Mẹ you be a son, you be a Anna. Mẹ ơi, mẹ làm. Mẹ làm. Anna. Anna. Con làm. Con làm gì? Elsa. Rồi, bây giờ chơi cho cô chú coi ai mua cho chơi cái đầm đẹp và cái bộ đồ áo dài đẹp vậy. Because... Con nói bà mua. Rồi bây giờ Hello Anna. Hello Elsa. Sa đi đâu Sa? Let it go. Cái gì trời? Mom, you be Anna. Okay. Let it go. No, you be Anna. First time forever. À đúng rồi, là con hát bài đó mày hát. Let it go. For the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. Đúng không? Là mẹ hát cái bài của Anna hát, rồi con hát cái bài của Elsa hát phải không? Let it go, mom. For the first time in forever. Hello, Anna. Hi, Sa. Trời ơi, sao ở đây có bộ cánh xà vũ dữ vậy Sa? Dạ không à. Chứ sao? Dạ không sao? Ủa đi đâu hả?